Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 10 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của tỉnh thẩm định nông thôn mới tại huyện Kim Động. Hưng Yên có 107 mô hình sản xuất nông nghiệp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Năng suất lúa vụ xuân 2020 đạt trên 67 tạ một hecta, vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường kiểm soát tải trọng và thay đổi thùng chở hàng của xe tải. Em Nguyễn Minh Vũ, học sinh trường Trung học phổ thông Hưng Yên, trúng tuyển 9 trường đại học tại Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn thẩm tra nông thôn mới do đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh làm trưởng đoàn đã thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới tại Kim Động. Tham gia đoàn thẩm tra có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đến tháng 6 năm 2020, huyện Kim Động đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Từ năm 2011 đến hết năm 2019, toàn huyện huy động được hơn 3,7 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,03%. Đoàn đã thực tế kết quả về các tiêu chí huyện nông thôn mới, qua đó đã đóng góp ý kiến để huyện hoàn thiện một số nội dung như kiểm tra, điều chỉnh số liệu trong báo cáo, tăng cường trồng cây xanh, tạo cảnh quan khu dân cư, đánh giá hiện trạng trước và sau khi xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu huyện Kim Động nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn đúng kết cấu, đủ nội dung, số liệu so sánh cần thể hiện rõ nét giữa thời điểm trước và sau khi triển khai xây dựng nông thôn mới, số liệu cần có phụ lục, bảng biểu kèm theo. Đối với một số tiêu chí chưa hài lòng, cần có mục tiêu, giải pháp và có định hướng cụ thể. Văn phòng điều phối tỉnh hỗ trợ huyện hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu, phấn đấu đưa huyện Kim Động trở thành huyện nông thôn mới trong năm nay. Trong hai ngày mùng 9 mùng 10 tháng 6, Đảng bộ xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Đạo đã đoàn kết thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,5%. Xã đã xây dựng vùng sản xuất lúa giống hàng hóa đi đầu huyện Tiên Lữ. Đến năm 2020, giá trị sản phẩm bình quân trên một hectare canh tác đạt trên 150 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người 47 triệu đồng một người một năm. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có bước chuyển biến tích cực, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ biểu dương là Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Đạo, khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay toàn tỉnh có 107 mô hình được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong đó có 82 mô hình trồng trọt với diện tích trên 1,2 nghìn ha, 20 mô hình chăn nuôi với quy mô trên 250.000 con lợn, gà, vịt và 2,5 nghìn đàn ong, 5 mô hình nuôi thủy sản với quy mô 40 ha và hơn 100 lồng cá. Những địa phương có nhiều mô hình là Quái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp phải thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật từ khâu lựa chọn giống, chăm sóc đến khi thu hoạch. Sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội, chất lượng ngon, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc, do đó sản phẩm dễ tiêu thụ, có giá bán cao hơn hẳn so với sản xuất truyền thống. Đến nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được gần 90% diện tích lúa xuân. Vụ này thời tiết thuận lợi, các cấp các ngành đã quyết liệt chỉ đạo triển khai, áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp kỹ thuật. Bà con nông dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, vì vậy năng suất lúa đạt cao. Ở vụ xuân năm nay, toàn tỉnh triển khai gieo cấy tập trung xung quanh tiết lập xuân và hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ đã chỉ đạo. Tổng diện tích gieo cấy toàn tỉnh là trên 29.000 ha, đạt 99,8% kế hoạch. Trong đó, nhóm giống lúa chất lượng chiếm 69,4%, cao hơn vụ xuân năm 2019 là 4,9%. Diện tích nếp thơm Hưng Yên là 3.600 ha, chiếm 51,4% diện tích trong nhóm lúa nếp.
Ngay từ đầu vụ thì cái công tác cày ải của chúng ta là khá tốt. Năm nay tỷ lệ cái diện tích mà được cày ải là trên 90%. Năm nay là có rét nhưng mà không rét đậm rét hại. Nhưng là cây mạ, cây lúa là sau khi gieo trồng là sinh trưởng phát triển khá thuận lợi. Tỉnh có rất nhiều chủ trương chính sách phù hợp với địa phương là hỗ trợ giống mới, hỗ trợ cơ giới hóa, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã. Bên cạnh đó, các địa phương đã triển khai thực hiện được 32 mô hình cánh đồng mẫu với tổng diện tích thực hiện gần 750 ha, tăng 67 ha so với năm 2019, gồm mô hình cấy lúa chất lượng cao bao gồm các giống nếp thơm Hưng Yên, đài thơm 8. Do có sự chỉ đạo điều hành tập trung và triển khai áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp kỹ thuật và các giải pháp phù hợp với thực tiễn, lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, các địa phương đã thu hoạch được gần 26.000 ha lúa. Nhiều địa phương năng suất lúa đạt cao là huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử. Theo đánh giá của ngành thống kê, thì vụ xuân 520 là một vụ xuân được mùa. Hiện tại thì ngành thống kê đang tiến hành triển khai cái điều tra về năng suất sản lượng của cây lúa và cây màu vụ xuân. Và chúng tôi ước tính là năng suất lúa năm nay tăng nhẹ so với vụ xuân năm trước. Ước khoảng 67,56 tạ một ha, tăng 0,06 tạ một ha so với vụ xuân năm trước. Cùng với được mùa, giá thóc tươi năm nay tăng từ 1 đến 2.000 đồng một kg, nông dân phấn khởi tạo nền tảng để tiếp tục sản xuất vụ mùa thắng lợi và thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ năm 2015 đến nay, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử đã đạt được nhiều thành tựu trong kinh tế văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, trong đó nổi bật là đầu tư hạ tầng nông thôn và chuyển đổi cây trồng. Trong đó, nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trong 5 năm qua của xã Phan Xào Nam đạt trên 194 tỷ đồng, đã đầu tư và đưa vào sử dụng 5 tuyến đường với chiều dài gần 10 km, tổng kinh phí 18 tỷ đồng, tạo thuận lợi cho giao thương phát triển kinh tế xã hội của nhân dân. Bằng nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên và nhân dân trong xã đóng góp làm mới được 9,6 km đường bê tông nông thôn với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã đã tu sửa trường trung học cơ sở, mở rộng khuôn viên trường tiểu học và xây nhà hiệu bộ trường tiểu học và trường mầm non, hoàn thiện cơ sở vật chất để thẩm định hai trường đạt chuẩn với giá trị tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng. Xã đã hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc, chợ chè thôn Trà Bồ với kinh phí gần 2 tỷ đồng, tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Về cái hệ thống giao thông liên xã, liên thôn và đường trong xóm đã được bê tông hóa và trải nhựa 100%. Đường ra đồng thì trên 50% là được giải bằng bê tông và 100% bằng vật liệu cứng. Tôi thấy đây là một cố gắng. Cầu Ba Đông rồi là cái đường mới nối từ đường 386 về chỗ nhà bà Tuấn này, đây là cái nguyện vọng của nhân dân trong xã Phan Xào Nam rất lâu rồi. Nhưng mà đến nay cũng đã làm được cái công trình này. Là quê hương của cây vải trứng Hưng Yên có chất lượng và giá trị kinh tế cao so với nhiều giống vải khác, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, xã Phan Xào Nam đã hoàn thành việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, trong đó chủ yếu là cây vải trứng. Trong những năm gần đây, cây vải là cây chủ lực của xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đến nay chúng tôi đã mở rộng được 80 hectare, theo kế hoạch là 140 hectare, 30 hectare cho thu hoạch trực tiếp, sản lượng từ 30 đến 35 tấn, giá là từ 60 đến 70 nghìn đồng một kg. Hiệu quả chuyển đổi cho đến ngày hôm nay thì phải khẳng định rằng là cái hiệu quả chuyển đổi 1 hectare canh tác vải trứng đạt được từ 400 đến 500 triệu đồng trên 1 hectare canh tác. Với việc đầu tư cơ sở hạ tầng và tập trung chuyển đổi đã góp phần đưa diện mạo của xã Phan Xào Nam ngày một khang trang, hiệu quả sản xuất từng bước được nâng lên, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hiện thu nhập bình quân đầu người đã đạt 56 triệu đồng một năm. Tập trung khai thác các cái lợi thế của địa phương, nhất là việc phát triển sản xuất cây vải trứng Hưng Yên. Lấy việc phát triển sản xuất cây vải trứng Hưng Yên là trọng điểm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Từng bước thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất trên dưới chung sức đồng lòng, cùng với những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ xã Phan Xào Nam
đã và đang quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tiếp tục giành nhiều thành tích trong phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm gần đây, huyện Tiên Lữ đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường ra đồng, tạo nhiều thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, huyện Tiên Lữ đã làm mới được hơn 180 km đường ra đồng với gần 300 tuyến, được tỉnh hỗ trợ xi măng, huyện hỗ trợ cát vàng, người dân đã đóng góp trên 50 tỷ đồng và hiến hơn 380.000 m2 đất để làm các tuyến đường. Nhiều xã thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực để làm đường nội đồng như Nhật Tân, Hải Triều, An Viên. Việc xây dựng các tuyến đường ra đồng là tiền đề để huyện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn. Người dân có thể đưa máy móc xuống tận đồng ruộng, thúc đẩy cơ giới hóa, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển. Hưởng ứng chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông của huyện và xã, nhân dân xã Minh Tiến, huyện Phù Cử đã nhiệt tình hiến hơn 8.000 m2 đất thổ cư và nhiều công trình phụ, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ làm đường. Hiện nay, trên địa bàn xã Minh Tiến đang thi công nâng cấp mở rộng hơn 6 km đường giao thông, trong đó có 1,7 km đường huyện và 4,4 km đường xã. Đối với các tuyến đường huyện quản lý, đã có hơn 80 hộ dân hiến 5.300 m2 đất. Đối với các tuyến đường do xã quản lý, đã có hơn 40 hộ hiến gần 3.000 m2 đất. Bên cạnh đó, các hộ dân còn phá dỡ hơn 6.000 m2 tường rào, mái tôn, chặt phá hơn 300 cây ăn quả, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường. Sau khi được mở rộng, phần lớn các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Minh Tiến sẽ có chiều rộng 9 m, gồm 7 m mặt đường và 2 m rãnh thoát nước hai bên. Diện mạo giao thông thay đổi sẽ giúp cho việc đi lại, thông thương hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới thêm khang trang, sạch đẹp. Gia đình nhà tôi đã hiến tổng thể nó vào khoảng 115 m2, phá nhiều các công trình phụ đi để làm đường cho xã thôn phát triển kinh tế là lớn mạnh hơn. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 xảy ra đã làm cho nhiều chuỗi liên kết sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài bị gián đoạn. Đây chính là thời cơ để doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên cũng như cả nước nắm bắt phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Trong 5 tháng qua, hàng chục doanh nghiệp quy mô nhỏ được mở ra ở nhiều địa phương trong tỉnh để tham gia vào một số công đoạn sản xuất tai nghe và sạc điện thoại cho tập đoàn Samsung. Nói cách khác, tức doanh nghiệp đã tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ cho doanh nghiệp lớn hơn. Bước đầu, ở một số công đoạn đơn giản với nguồn nguyên vật liệu do đối tác cung cấp. Ví dụ như trong sản xuất tai nghe điện thoại, cần 68 công đoạn, các doanh nghiệp này đã tham gia làm 22 công đoạn. Xưởng của chúng tôi gồm có khoảng độ tầm 50 công nhân đang sản xuất và toàn người địa phương, mà tổng thu nhập hàng tháng bình quân tầm thấp nhất là 5 triệu, còn cao thì 7 đến 9 triệu. Mỗi năm các doanh nghiệp may trong tỉnh Hưng Yên xuất khẩu hàng trăm triệu sản phẩm đi các nước. Điều này đồng nghĩa cũng có từng ấy các móc treo quần áo được xuất khẩu đi kèm. Hiện đa số móc treo được doanh nghiệp Việt tại thành phố Hồ Chí Minh sản xuất vận chuyển ra. Nếu doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên tiếp cận, chúng ta sẽ có lợi thế về chi phí vận chuyển để cạnh tranh. Tới câu chuyện cây móc nhựa này thì doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể chiếm lĩnh để sản xuất nhiều các mặt hàng khác là thuộc ngành công nghiệp phụ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài sang Việt Nam hợp tác đầu tư. Không chỉ móc treo quần áo, doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh còn có cơ hội để cung cấp nhiều sản phẩm khác thuộc về các ngành công nghiệp phụ trợ cho doanh nghiệp may như vận tải, kim chỉ, v.v. cho đến cung cấp suất ăn, đồ uống cho công nhân. Khu công nghiệp Thăng Long 2 có trên 23.000 lao động đang làm việc tại 70 dự án, chủ yếu của Nhật Bản với số vốn đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là thời cơ cho các doanh nghiệp địa phương hợp tác phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ theo chuỗi logistics. Tôi nhận thấy là nếu mà các doanh nghiệp Việt Nam mà muốn hợp tác làm ăn lâu dài với các doanh nghiệp Nhật Bản thì cần phải cải thiện ví dụ như là các cái độ ổn định trong cái chất lượng sản phẩm, cái quy trình quản lý chất lượng sản phẩm cũng như là các cái cam kết làm việc lâu dài, coi trọng cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là đáp ứng cái nhu cầu tốt cho người lao động. Điều này cho thấy cơ hội phát triển công nghiệp phụ trợ không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường mà còn do chính doanh nghiệp Việt tự nắm bắt và tạo ra thời cơ cho mình. Là một trong những đơn vị có lượng khách hàng đông trong top đầu các doanh nghiệp nước sạch của tỉnh, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty nước sạch Ngọc Tuấn luôn nỗ lực thực hiện cam kết đảm bảo chất lượng nước và chất lượng phục vụ tốt nhất đến người dân.
Phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào là địa phương có nguồn nước ngầm và nước mặt bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vì thế, khi công ty nước sạch Ngọc Tuấn triển khai dự án đưa nước sạch từ mặt sông Hồng về, đã được nhiều hộ dân ở đây phấn khởi đón nhận. Qua gần nửa năm sử dụng nước sạch của công ty, gần 300 hộ dân ở đây rất hài lòng và tin tưởng. Trong gia đình nhà tôi là có người làm ở công ty rượu, mang nước để đi thử cái độ sạch của nước để làm rượu thì 9,5. Và cái nước của Ngọc Tuấn này còn sạch hơn, tức là 9,6. Anh đó đã về vận động gia đình nắp luôn. Và từ khi sử dụng nước đến nay, chúng tôi thấy rất an toàn. Tháo vòi ra là chúng tôi sử dụng luôn. Không phải là chúng tôi là ở cuối nguồn, nhưng và từ ngày dùng chưa bị mất nước, áp lực vẫn rất là khỏe. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng nước, các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng được công ty nước sạch Ngọc Tuấn chú trọng đẩy mạnh. Ngoài việc triển khai nhanh chóng các thủ tục đăng ký đấu nối, công ty rất quan tâm đến những tiện ích cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước. Hiện công ty đang triển khai hai kênh thanh toán trực tiếp là qua văn phòng của công ty có địa chỉ tại thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động và qua đối tác thu hộ của ngành điện. Hai hình thức thanh toán online là qua trang web nucngoctuan.com và khấu trừ qua tài khoản ngân hàng. Việc đăng ký tôi thấy là cũng rất là nhanh chóng, là phù hợp với đối tượng từng hộ gia đình. Ví dụ như là 3 triệu rưỡi, nhưng mà đầu tiên là có gia đình là cũng khó khăn là chưa đóng được 3 triệu rưỡi, thì có thể là đóng 1 triệu rưỡi, sau là chúng tôi lại đóng tiếp. Cái việc đóng hóa đơn ấy thì là chúng tôi thấy là cũng rất là phù hợp. Đưa cho con cái đóng theo trực tuyến cũng được, mà hàng tháng cứ ra thôn thì cũng được. Đóng theo tiền điện, tiền nước thì cũng phù hợp, ra 1-2 phút là xong ngay. Cứ đảm bảo nước sạch như thế này thì nó rất là tuyệt vời rồi. Sự hài lòng của khách hàng chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực phục vụ của công ty nước sạch Ngọc Tuấn và là động lực để công ty tiếp tục cố gắng tìm kiếm các giải pháp và chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, lực lượng thanh tra giao thông đã tập trung tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe và thay đổi kích thước thành thùng chở hàng của xe ô tô tải. Cùng với công tác tuyên truyền và ký cam kết, lực lượng thanh tra giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát tải trọng xe. Lực lượng đã tập trung các tuyến đường có nhiều xe quá tải. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp với tổng số tiền trên 525 triệu đồng. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2020, lực lượng chức năng đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng và các hành vi vi phạm khác. Qua đó phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 16 trường hợp xe có kích thước không đúng thiết kế nhà sản xuất, tự ý cải tạo kết cấu kích thước thùng xe, chở hàng vượt trọng tải cho phép với tổng số tiền phạt hơn 86 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu người vi phạm khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật như ban đầu của xe theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Ân Thi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động mà buổi hiến máu đã được đông đảo các cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn huyện Ân Thi quan tâm và hưởng ứng. Tại buổi hiến máu đã có trên 1.000 người tham gia đăng ký hiến máu. Kết quả, sau buổi hiến máu, ban tổ chức đã thu được 896 đơn vị máu, góp phần mang lại sự sống và sức khỏe cho những người bệnh cần được truyền máu. Em Nguyễn Minh Vũ, học sinh lớp 12DA1, trường Trung học phổ thông Hưng Yên, thành phố Hưng Yên. Sau nhiều cố gắng nỗ lực, em đã trúng tuyển 9 trường đại học tại Mỹ, nhận 4 suất học bổng tại các trường. Minh Vũ đã sớm tìm hiểu các kỳ thi IELTS và SAT để du học, theo đuổi đam mê hội họa. Sau nhiều nỗ lực và quyết tâm bỏ ra, Minh Vũ đã đạt 7.0 IELTS, 1.450 điểm bài thi SAT, 800 trên 800 điểm tuyệt đối với phần thi toán. Đợt tuyển sinh các trường đại học Mỹ vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Vũ đã trúng tuyển vào 9 trường đại học ở Mỹ, trong đó có 4 trường cấp học bổng có giá trị từ 16.000 đến 41.800 đô la Mỹ một năm. Ngay từ khi học tiểu học, Nguyễn Minh Vũ đã có niềm đam mê với hội họa và mong muốn sau này sẽ được theo học tại các trường đào tạo chuyên ngành nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Vì vậy, Savannah College of Art and Design, trường nghệ thuật và thiết kế Savannah là ngôi trường mà Vũ lựa chọn với giá trị học bổng khoảng 1,4 tỷ đồng cho 4 năm học. Không chỉ học giỏi, Vũ còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để ngày càng tự tin, trưởng thành hơn. Để đạt được những kết quả tốt, ngoài việc học trên lớp ra thì em còn
hỏi các cô để giao thêm bài tập cho mình để nâng cao cũng như củng cố thêm kiến thức và kỹ năng làm bài của mình. Tham gia những hoạt động ngoại khóa rất tích cực như là tham gia những câu lạc bộ như là câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ vẽ nghệ thuật, câu lạc bộ We Inspire ở Hà Nội có thể giúp ta nâng cao khả năng thuyết trình. Đó là một trong những khả năng mà giúp ta rất nhiều trong việc du học.